Chào tất cả anh em, thì hôm nay mình sẽ làm về cây hu gia lá lá biên và lá cẩm thạch. Thì đây là một cây hu gia rất là to, nên quay cho anh em xem nó rất là to, mình trồng nắng 100% luôn đó. Thì lá nó đỏ rất là đẹp, nhưng mà đây là một cây hu gia người ta gọi là cẩm thạch lá biên đỏ hoặc biên vàng bình thường. Thì cái phần này thì không phải là cái phần mình muốn nói đâu, thì mình chỉ nói cho anh em biết đây là một cây bình thường nè. Còn một cây mà mình đã trồng lại và nó khác thường đây. Anh em thấy cái gì khác thường không? Lá bên màu xanh, bên màu trắng. Thì cái này thì khi mà cái này nó sẽ trắng tới lớn luôn nha, nó sẽ không già màu nữa đâu. Thì anh em khi mà chọn, muốn chọn những cây hu gia nó đa dạng về cái màu sắc lá thì anh em nên chọn như vậy. Cái thân cây hu gia mà mình mua cẩm thạch á, nó sẽ có cái phần màu tím, cái phần màu tím nè đó, thì là cái phần lá màu trắng này sẽ lên đây, nó sẽ bên đột biến. Còn bên đây là bên bình thường, nó giống như là phần nửa cây nó đã bị đột biến, phần nửa cây nó không bị đột biến. Thì cái đọt non bên lá trắng nó sẽ lên màu trắng, cái đọt non bên lá xanh nó sẽ lên màu xanh. Thì nó sẽ giống như vậy, chứ nó sẽ không có phải như là mình những cái lá mà màu trắng người ta xịt thuốc hay làm gì thuốc. Thì dòng hu gia ghi thì nó như vậy. Thì ở đây mình có rất là nhiều chậu, hơn một chậu thôi mọi người. Đây chỗ này cũng vậy nè đó. Thì cái này là mình đã xem xét lâu lắm rồi mình mới quay cái clip, tại vì mình trồng cũng rất là nhiều loại lá biên với lá sọc này, cũng khoảng 5-6 loại gì. Ở Việt Nam 5-6 loại là hơi bị nhiều đó. Nhưng những cái loại kia thì mình chưa hết, nhưng mà mình những cái loại kia nó hơi khó chăm lâu lên lá nên là nè, thấy không, khi mà cái này lần chỉ nó còn màu xanh trên cái chỗ này nè đó, thì là cái lá nó vẫn còn xanh. Lên trên đây cái lần chỉ nó tới đây hết rồi, nó sẽ màu trắng đó. Còn bên đây cũng vậy nè, khi mà cái cuốn lá này nó vẫn còn màu sọc màu xanh nè, là cái đọt non này lên có thể là nó sẽ màu trắng và phần nửa nó sẽ là màu xanh xanh giống như là cẩm thạch vậy đó. Thì chúng ta sẽ chọn những được những cái cây này thì nó sẽ là về cái mặt hoa nó thì nó cũng như nhau, nhưng mà về cái lá nó thì nó sẽ là đa dạng cái lá hơn, chứ nó không giống như những thằng kia thì cứ việc lá một màu hoài thì nó sẽ chán. Còn anh em muốn cho nó ra đa dạng lá mà dạng như gọi là tự nhiên thì mình chúng ta phải phơi nắng 100%, chúng ta ít xịt magie đi, đặng cho cái màu của cái lá này nó sẽ lên màu trắng nhiều, do nó không đủ diệp lục đó. À, thì những cái lá mình mua lúc trước nó vẫn màu xanh bình thường, mình cắt được cái to ra đó. Còn mà khi cái chậu này nè mình vẫn để nó, mình xịt magie vô, mình xịt magie rất là nhiều do nó nằm dưới cái dạng dendro nên là những cái lá màu trắng nó sẽ thành màu xanh luôn đó, màu xanh luôn. Thì như vậy hên xui thì những cái đọt non trên chỗ này thì nó ra sẽ ra màu trắng, còn bên kia nó sẽ màu xanh. Thì đây là một số dòng cẩm cù lá cẩm thạch. Thì đây nè, mình cũng có rất là nhiều chậu, cái này là chỉ quay sơ sơ cho nên xem thôi, rất còn ngoài vườn rất còn nhiều. Cái này là không phải lá non đâu mọi người, cái này là lá nó gần như là muốn hơi già đó. Đó, thì dòng này thì lá nó có thể màu trắng màu xanh. Mọi người đừng có thắc mắc tại sao mà một bên màu trắng một bên màu xanh, thì nó giống như cây kia thôi, là dòng cẩm thạch nó như vậy. Ở đây mình có một cây mà nó đọt trắng hết trơn này, để mình dời cái ghế ra mình cho anh em xem. Giờ quay có một mình nè nên là hơi bị khó. Nó trắng từ trên xuống dưới luôn, thì nó có cái đọt nó lên màu xanh. Thì đó, mình không xịt magie nữa, mình cứ xịt bình thường thì nó sẽ màu trắng như vậy đó. Và những cái đọt này nè anh em, nè nè, nó màu trắng luôn đó, rất là đẹp. Còn những cái dưới này màu xanh như lá màu trắng, bên nách lá mà người chăng cho đột biến thì nó sẽ ra màu trắng, còn bên nách lá bình thường thì trắng ra màu xanh, nè không đó. Thì nách lá này bên đây đột biến nè, là những cái đầu con nó sẽ ra màu trắng. Thì cái này em vẫn trồng nắng 100% chứ mà để trong mát để quay cho mọi người thôi, nè không, nó có hai chia ra làm hai, anh em nhìn thấy rõ ràng không, bên màu hường thì đó, một bên màu hường một bên màu xanh, thì thấy nó rõ ràng. Thì khi đó cái đọt này ra nó sẽ màu trắng, nhưng mà mé bên kia lá nó sẽ màu xanh
thì anh em nên chọn, những cái chậu hoa mà dạng như gọi là nó có hai màu lá, nó sẽ đa dạng cái màu lá của mình lên, nhìn nó rất là đẹp. Thì những cái cây dango hay những cây gì cũng vậy, nó đã sọc thân thì nó sẽ sọc. Thì bây giờ thì mình chỉ có nói tới dòng cẩm hạnh thôi, còn mai mốt mình có những dòng nào thì mình sẽ quay về cho anh em xem. Đây là hô gia, thì lá là màu trắng nha mọi người, nó già nữa nha. Nè, những cái lá non thì mình sẽ trồng nó, cái đọt này màu trắng nó sẽ đi hoài, còn mà sau này nó có xanh nữa hay không thì mình sẽ coi tiếp. Nhưng mà hiện tại là mình đang trồng cái chậu này nó ra rất là trắng luôn. Có thể là nếu mà theo mình thì những đọt non cao nó sẽ sao, nó sẽ trắng tươi hết, là mình sẽ có một cây cù hô gia màu trắng tiết. Còn như những cái dòng này thì nó cẩm thạch thì nó bình thường. Đây, để cho anh em xem. Tại vì nhiều anh em thấy loại sinh lên hay hỏi mình, lướt Facebook nhiều hỏi nó hay hỏi đây. Đây nè, thấy không? Cái viền tím này nè, nhưng mà cái thân nó vẫn cộng màu bình thường. Mình thì cây là từ cái chậu mà cái chậu to này, là từ cái chậu to này mình chiết ra khoảng 40 chậu khác, nhưng mà trong đó có những cái chậu mà nó có lá cẩm thạch như vậy, cái nó mọc cái con bên cái nách lá này thì cây nó sẽ là sẽ đồng bí, gọi là nó lên cẩm thạch nhiều. Còn cây nó là quanh bên cái nách lá màu xanh thì là nó sẽ màu xanh luôn, nó sẽ ra như vậy đó. Cây này thì vẫn có bông mọi người, bông nè. Để hôm nào thì mình chưa nghiên cứu về tên cây này, hôm nào mình rảnh thì mình sẽ làm cái clip về các loại cây này có hoa và cho anh em xem. Thì cái loại là mình trồng càng nắng thì cái viền đỏ này nó càng nhiều hơn, chứ không phải là cái viền trắng, cái này nó viền đỏ, nó gọi là nó người ta gọi là biên đỏ. Trong những cái loại cây dango là người ta gọi là biên đỏ, còn cây này theo mình là nó là cẩm thạch, tại vì nó có trắng, nó giống như cẩm thạch, kêu cẩm thạch. Rồi cái này mọi người nha, thì mình làm clip thì nó cũng ngắn ngắn thôi, làm dài coi chán lắm. Thì cái này mình trồng nó khoảng 6 tháng rồi sẽ ra một bụi to to như vậy. Nếu mà vậy mình để thêm 6 tháng nó sẽ bò đầy luôn cái chậu, thì ở đây phân thuốc thì nó không nhiều, nhưng mà dạng như gọi là mình chăm nó kỹ. Nó như vài bữa nó tới khoảng chừng tuần sau mình rảnh mình sẽ tách cái chậu này ra nữa. Thì bây giờ những cái thân đi dài mình vẫn để nó đi dài, những cái thân nào không đi mình tách. Thì tới đó mình làm cái clip tách những cái cây mà đang phát triển cho mọi người xem. Tại vì những cái giống này mình nhân giống càng nhiều càng tốt, dù giá trị thị trường nó 150 gì không biết, nhưng mà khi mà bạn bạn được 1-2 ngàn chậu hoặc vài trăm chậu, bạn làm một cái nhà to rất là đẹp, và cái dàn bự cũng đẹp nữa. Nên là lần sau mình sẽ chỉ anh em cách mà cái là làm rễ nó nhanh, gọi là trồng cẩm cù đạt hiệu quả ít rụng lá. Đó, thì clip này mình đã nói về cẩm thạch thôi. Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ.